Việt Hương và gia đình lo hậu sự cho Phi Nhung, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9, Việt Hương và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để lo hậu sự cho Phi Nhung. Chiều ngày 28 tháng 9, nghệ sĩ Việt Hương thông báo về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ cô và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để lo hậu sự cho Phi Nhung. Trong lúc này, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chu đáo, nữ nghệ sĩ cho biết. Trao đổi thêm với Vinh, đại diện Phi Nhung cho biết vào tối ngày 28 tháng 9, gia đình sẽ tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ nữ nghệ sĩ tại chùa Giác Ngộ. Từ Mỹ, Wendy Phạm, con gái của Phi Nhung chia sẻ trên trang cá nhân: "Mẹ ơi, mẹ có thể trở lại và ở cùng con thêm một lúc được không? Con muốn nghe giọng nói và cảm nhận tiếng hát của mẹ, con muốn thấy nụ cười của mẹ, con muốn ôm mẹ thật chặt và không để mẹ ra đi." Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều đến thế nào. Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ ra đi sau hơn một tháng chống chọi với Covid-19. Chia sẻ với Dinh, nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trước khi mất, Phi Nhung được bác sĩ chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19 khiến phổi đông đặc. Suy đa cơ quan kèm cơn bão cytokine tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến người thân, đồng nghiệp thương tiếc. Ca sĩ Trích Chi Phương Trinh cho biết dù đã chuẩn bị trước tinh thần, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Phi Nhung đã ra đi. Cô sẽ thay Phi Nhung nuôi dưỡng 23 người con nuôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.